Thổ Nhĩ Kỳ được mệnh danh là một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới, tọa lạc giữa ngã tư Á Âu, là nơi giao thoa của các nền văn hóa đặc trưng của người Thổ kết hợp với văn hóa ba tư Ả Rập Xê Út, Armenia, Byzantine cổ xưa lẫn châu Âu hiện đại. Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của hai trong số 7 kỳ quan thế giới và là thủ đô của ba đế chế cổ đại. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc 1945, OECD 1961, IC 1969, OSCE 1973, ECO 1985, BSEC 1992, D8 1997 và G20 1999. Là một thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào các năm 1951-1952, 1954-1955, 1961 và 2009-2010, quan hệ ngoại giao phát triển và vị trí địa lý chiến lược là tiền đề giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cường quốc địa chính trị trong khu vực. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chú trọng thúc đẩy đầu tư bất động sản từ nhà đầu tư nước ngoài, ban hành nhiều chính sách ưu đãi khiến cho thị trường bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ phát triển nhanh chóng. Tỷ suất sinh lời hấp dẫn tới 12% trên một năm. Liên hệ vào Tico & Rick ngay để tìm hiểu thêm về bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ.